nga xin kính chào quý vị nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh nga võ khá nhiều quý vị hỏi về chương trình thi quốc tịch mỹ ai đủ điều kiện thi quốc tịch mỹ bằng tiếng việt và ai được miễn thi thay đổi sắp đến tiếp theo sau đó nga sẽ xin chia sẻ đến quý vị hai cái trường hợp của hai bác người việt nam một trường hợp thi rớt và thi lại bằng tiếng việt một trường hợp khác thi rớt và nộp đơn thi lại nhưng mà hoàn toàn được miễn thi. Nếu như mà quý vị tiếng Anh hạn chế, quý vị muốn nộp qua dịch vụ thì quý vị sẽ là nộp đơn qua dịch vụ. Nhưng mà điều đó có nghĩa rằng là quý vị phải trả một cái khoản tiền cho dịch vụ. Nếu như mà quý vị muốn tự nộp đơn trên online, Nga sẽ chia sẻ đến quý vị cái đường dẫn và cái form để quý vị vào, quý vị tạo tài khoản và quý vị nộp đơn trực tiếp hoặc là quý vị lấy cái đơn trực tiếp trên online. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và dạ, phần đầu tiên là miễn thi Anh ngữ. Điều đó có nghĩa rằng là quý vị sẽ là thi bằng cái ngôn ngữ của mình. Ví dụ như là mình là người Việt và quý vị đủ điều kiện thì quý vị sẽ là được thi bằng tiếng Việt. Một số quý vị cũng có hỏi rằng quý vị ở Mỹ 15 năm, 60 tuổi và trong đó quý vị có được là thi tiếng Việt hay không, có được miễn thi hay không. Thì sau đây là tất cả những câu hỏi liên quan đến cái việc được thi tiếng Việt hoặc là miễn thi thì nga sẽ xin chia sẻ đến quý vị các thông tin từ sở di trú tiếng anh và miễn trừ bổn phận công dân bổn phận công dân ở đây là trong đó quý vị có một câu hỏi trong đó có phần câu hỏi về công dân một số người nộp đơn xin nhập quốc tịch sẽ được áp dụng các cái điều kiện kiểm tra khác vì tuổi tác hay vì có khoảng thời gian họ đã là thường trú ở hoa kỳ và sau đây là ba cái trường hợp được miễn thi tiếng Anh là quý vị sẽ thi bằng tiếng Việt. Những trường hợp miễn trừ yêu cầu tiếng Anh và bổn phận công dân, nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên và quý vị thường trú với tư cách là thường trú nhân tại Mỹ trong cái thời gian 20 năm, quý vị được miễn thi tiếng Anh, quý vị sẽ được thi tiếng Việt. Nhưng mà quý vị phải thi kiểm tra bổn phận công dân bằng ngôn ngữ của quý vị, ở đây là bằng tiếng Việt. Điều kiện thứ hai. Từ 55 tuổi trở lên, nếu như mà quý vị là thường trú nhân với tư cách là thường trú nhân tại Mỹ trong thời gian 15 năm và quý vị được miễn thi tiếng Anh, kiểm tra bổn phận công dân bằng ngôn ngữ của quý vị từ 65 tuổi trở lên, nếu như thường trú với tư cách là thường trú nhân tại Mỹ trong thời gian 20 năm được miễn thi tiếng Anh. Nhưng mà quý vị cần phải thi kiểm tra cái bổn phận công dân được đơn giản hóa bằng ngôn ngữ của quý vị. Đó là ba cái trường hợp quý vị sẽ được xác thi bằng tiếng Việt. Nếu quý vị được miễn thi tiếng Anh là quý vị sẽ thi bằng tiếng Việt. Quý vị phải nhờ một người đi cùng để giúp thông dịch cho cái phần kiểm tra kiến thức và bổn phận công dân. Ví dụ như là có một người sẽ hỏi quý vị là nhân viên tại chỗ sở di trú sẽ hỏi và quý vị sẽ có một người đi theo quý vị dịch ra để quý vị trả lời. Điều đó có nghĩa rằng là quý vị phải thi ha, nhưng mà quý vị thi bằng tiếng Việt. Nếu như mà quý vị làm qua dịch vụ, thì nơi dịch vụ đó người ta sẽ có một cái người đi cùng với quý vị để mà dịch cho quý vị. Còn nếu như mà quý vị tự làm trên online, quý vị tự nộp đơn, tự theo dõi hồ sơ, thì lúc đó là sẽ có người thân hoặc là cái người nào đó biết tiếng Anh để mà đi theo thông dịch cho quý vị. Trường hợp kế tiếp là ngoại lệ nói về y tế hoặc là bị khuyết tật. Nếu quý vị bị khiếm khuyết phát triển hoặc là thể chất hoặc là bị thiểu năng trí tuệ, quý vị có thể là được miễn thi bằng tiếng Anh và hoặc bổn phận công dân. Điều đó có nghĩa rằng là quý vị có cơ hội là được miễn hai phần, chứ như là không có thi đó. Để biết thêm các thông tin, quý vị gọi vào cái điện thoại mà xin cái đơn của sở nhập tịch theo có số 1800 870 3676 và yêu cầu gửi cái mẫu đơn N648. Nga sẽ để cái đường dẫn á. Dạ, để mà quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, trên màn hình là cái form giấy chứng nhận y tế N648 và đây là cái đường dẫn. Giấy chứng nhận y tế cho các trường hợp khuyết tật, đây là cái trang. Và đồng thời quý vị nhấn vào đây để mà quý vị lấy cái form N648 và bên dưới là những cái hướng dẫn người ta chỉ cho quý vị cái cách điền cái form N648 chứng nhận y tế để mà xin có ngoại lệ dành cho người khuyết tật hoặc là quý vị có thể là tự lên cái trang web đó quý vị lấy cái mẫu xuống miễn trừ cho trường hợp khuyết tật nếu như mà cơ quan sở nhập tịch chấp thuận đương đơn sẽ được phép miễn một trong hai hoặc là cả hai đòi hỏi về anh ngữ và kiến thức công dân để mà thi quốc tịch để hợp lệ quý vị phải chứng minh là quý vị bị khuyết tật về thể chất hoặc là tâm thần, gây cản trở cho việc học tiếng Anh và kiến thức công dân. Quý vị cũng có hỏi rằng là quý vị lớn tuổi rồi, quý vị à, mất trí nhớ, quý vị không có nhớ rõ ràng thì trong trường hợp đó là có được miễn thi hay không? Dạ, trong cái trường hợp đó là chưa chắc là được miễn thi. Nếu như mà quý vị chứng minh rằng là quý vị bị khuyết tật và khuyết tật gây cản trở cái việc là quý vị giao tiếp chẳng hạn. Và ngay sau đây là Nga sẽ chia sẻ đến quý vị hai cái trường hợp hai trường hợp thực tế để quý vị tham khảo. Nếu như mà quý vị nói rằng quý vị bị khuyết tật, quý vị không có nhớ và quý vị có giấy của bác sĩ quý vị nộp lên. Điều đó có nghĩa rằng là quý vị cần phải điền cái đơn N648. Cả quý vị là người nộp đơn và bác sĩ gia đình của quý vị cần phải đọc kỹ cái phần hướng dẫn. Trong cái đơn N648 này cần phải điền cẩn thận. Bác sĩ quý vị là người điền và cần ghi ra chi tiết nhưng mà xúc tích rõ ràng có tính thuyết phục. Sở nhập tịch rất là nghiêm khắc nói về cái phần miễn trừ này. Do vậy, nếu như mà cái đơn viết sơ sài, không có rõ ràng, không có thuyết phục người đọc là nhân viên của sở di trú, thì dễ rất là bị từ chối. Khi bác sĩ gia đình của quý vị điền cái đơn N648 này, bác sĩ của quý vị là nên đánh máy lên rõ ràng để mà cho cái người mà sở di trú đó người ta đọc bác sĩ của quý vị cần có kinh nghiệm trong cái việc này. Bác sĩ của quý vị cần phải mô tả chi tiết cái tính chất của sự quyết tật và cái sự quyết tật đó tác động đến cái tình trạng của quý vị trong cái quá trình học tiếng Anh và kiến thức công dân của người nộp đơn là quý vị như thế nào. Hai trường hợp Nga được biết, một trường hợp là bị rớt và sau đó thi lại bằng tiếng Việt, chứ như là có người dịch. Một trường hợp khác ban đầu thi rớt, sau đó là đi bác sĩ và có giấy là được miễn thi hoàn toàn và được miễn luôn cái tiền đóng phí nữa. Và đây là trường hợp thực tế, một cái bác người Việt đầu tiên, bác nộp đơn, bác làm qua dịch vụ và dịch vụ có nói rằng là bác không có cần phải thi cho nên bác không có chuẩn bị gì hết. Đến khi á, mà tới chỗ sở nhập tịch á, người ta phỏng vấn bác thì cái gì hỏi cái gì bác nói là bác cũng không có biết hết. Cho nên là cuối cùng bác thi rớt sau đó bác về, bác xin cái giấy của bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ gia đình này viết rất là sơ sài, không có tính thuyết phục. Cuối cùng là bác phải thi. Mà bác phải thi thì có người thông dịch đi theo, chứ như là từ dịch vụ người ta đưa đến. Bác được nhân viên sở nhập tịch cho thi bằng tiếng Việt. Nhưng mà người ta trấn an bác tại vì bác rất là sợ và lo lắng. Cho nên người ta nói rằng là người ta sẽ hỏi những câu hỏi rất là dễ. Và cuối cùng thì bác phải thi và bác đậu lần thứ nhì. Như vậy là bác thi lại lần thứ hai mới đậu, nhưng mà bắt làm qua dịch vụ, cho nên bắt cần trả mấy ngàn đô la. Trường hợp thứ nhì, cũng bác người Việt Nam đi thi, sau đó là bị rớt, và về là học không có vô nữa, cho nên là đi làm giấy bác sĩ. Thì trong đó may mắn là bác sĩ gia đình là người thông thạo về trong cái trường hợp này, cho nên là người ta điền cái form về y tế đó, N648 đó, rất là chi tiết và cẩn thận và rõ ràng, có tính thuyết phục. Cho nên, khi tới sở di trú, người ta chấp thuận. Trường hợp thứ hai này là cũng là cô người Việt Nam có kể với Nga rất là chi tiết. Cô tự làm. Người biết tiếng Anh giúp cô điền đơn và làm. Chứ không có làm qua dịch vụ, tự theo dõi hồ sơ hết. Và sau khi mà lần thứ nhì đi tới, thì có thêm cái giấy y tế của bác sĩ. Và may mắn là được chấp thuận khi mà vào nộp á, thì sau đó lại đi ra bên ngoài đợi 15 phút và sau đó là sở di trú người ta ra người ta nói là đơn được chấp thuận trở vào trong văn phòng và có cái người dịch thuật đi theo hỏi cái gì thì nói và dịch lại và trả lời là cũng không phải là nộp cái tiền để mà trả cho cái đơn N400. Theo như cô chia sẻ, cô được miễn là không phải đóng tiền. Thì do sở di trú người ta quyết định chứ cô không có điền cái form để mà yêu cầu cứu xác. Trường hợp thứ hai của bác người Việt Nam, bác gần 65 tuổi nhưng mà ở Mỹ chưa đến 10 năm. Nếu như mà quý vị có những cái trải nghiệm trong cái quá trình phỏng vấn hoặc là quý vị muốn nga chia sẻ thêm những cái chủ đề liên quan đến về thi quốc tịch thì quý vị vui lòng để lại cái lời nhắn, nga sẽ tìm hiểu thêm và nghiên cứu để chia sẻ đến quý vị, quý vị tham khảo ạ à. Dạ đó là hai cái trường hợp thực tế mà nga được biết và chính người trong cuộc đã kể với nga. Dạ nga rất là mong quý vị nhấn nút share để mà bà con mình ai cần cái thông tin có thêm cái phần để mà tham khảo. Dạ một lần nữa nếu như mà quý vị muốn làm qua dịch vụ thì quý vị liên lạc với cái dịch vụ để mà quý vị làm. Còn nếu như mà quý vị tự làm tự theo dõi thì quý vị lên cái online và ngay sau đó là nga sẽ gửi đến quý vị cái đường link kính thưa quý vị đơn thi quốc tịch là cái đơn n400 trên cái màn hình cái đường dẫn quý vị vào đó quý vị làm cái đơn và quý vị sẽ điền quý vị thấy tạo cái tài khoản cũng có quý vị hỏi rằng là quý vị điền đơn thi bằng tiếng việt thì quý vị vào trong cái đơn nào và dạ, nga xin thưa rằng thi tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, quý vị cũng cần phải vào trong cái đường dẫn này và tất cả là quý vị cần phải điền bằng tiếng Anh à. ạ. Dạ, và đây là cái trang của USCIS, dịch là dịch vụ công dân và nhập cư Hoa Kỳ, hoặc là gọi một cách đơn giản, sở di trú hoặc là sở nhập tịch Mỹ. Quý vị vào trong cái trang này, quý vị lấy cái đơn N400 thì quý vị cần điền trên online và quý vị tạo cái tài khoản để mà mỗi khi quý vị cần cái cập nhật cái gì hoặc là quý vị theo dõi cái hồ sơ của quý vị thì quý vị có cái tài khoản đó. Nếu như mà quý vị không muốn làm qua dịch vụ, còn nếu như mà quý vị cần làm qua dịch vụ thì quý vị là dịch vụ sẽ lo cho quý vị, nhưng mà khi mà dịch vụ cần những cái giấy tờ gì là người ta sẽ là thông báo và quý vị cần phải chuẩn bị. Còn nếu như mà quý vị tự làm thì quý vị theo dõi cái hồ sơ của quý vị. Nga kính chúc quý vị thật nhiều may mắn. Những cái thay đổi sắp tới nhưng mà hiện tại năm này thì chưa có thay đổi. Nếu như mà quý vị nào đã đủ điều kiện để mà quý vị nộp đơn thì quý vị nên nộp đơn ngay bây giờ để mà quý vị được xét thi quốc tịch. Phần tiếp theo, những cái thay đổi tháng 12 năm ngoái, Sở Di trú, Sở Nhập tịch USCIS đã thông báo cái bài thi quốc tịch tới cái thời hạn cập nhật sau 15 năm. Theo cái dự trù thì bài thi mới được áp dụng vào cuối năm sau sở nhập tịch uscis đề nghị thêm cái phần speaking chính là cái phần nói trong cái bài thi để mà đánh giá cái trình độ tiếng anh chẳng hạn như nhân viên uscis đưa ra cái hình ảnh về cái hoạt động hàng ngày cái thời tiết hoặc là thức ăn và yêu cầu có người thi nói về cái hình ảnh đó thì nó hơi khó trong cái bài thi hiện tại thì nhân viên sở nhập tịch đánh giá cái kỹ năng nói của quý vị bằng cách hỏi vài cái câu hỏi về cá nhân mà quý vị là người thi đã trả lời trong cái giấy tờ. Hiện tại, người thi phải trả lời đúng 6 trong 10 câu hỏi thì mới đậu quốc tịch. 10 câu hỏi này được chọn từ cái bộ đề thi bao gồm 100 câu. Người thi không được báo trước sẽ là bị hỏi những cái câu nào, nhưng mà quý vị có quyền xem và ôn trước cái 100 câu hỏi này theo luật liên bang, hầu như tất cả người thi quốc tịch đều phải chứng tỏ hiểu tiếng Anh, gồm kỹ năng nói, đọc và viết câu đơn giản, cũng như chứng tỏ hiểu cái lịch sử cũng như là về chính phủ Mỹ. Sở nhập tịch USCIS đã thông báo là cho thi cái bài thi mới khắp nước Mỹ và có thể là lấy cái ý kiến của công chúng sau đó, nhóm chuyên gia bên ngoài về cái lĩnh vực học ngôn ngữ và làm bài thi sẽ đánh giá cái kết quả thử nghiệm và đề nghị cách tốt nhất để áp dụng cái bài thi mới vào cuối năm sau. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký, nhấn like, nhấn share. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.